Chào mừng các em đến với kênh Huyền Liêm. Trong bài giảng hôm nay thì xin dẫn các em tới lớp 8 sẽ kết nối chi thức cuộc sống. Trong lúc xem bài giảng Huyền Liêm thì các em hãy giới thiệu. Các em sẽ bấm khích và chia sẻ video này cho bạn bè cùng xem. Giờ hôm nay mình sẽ học tiếp bài 23 phép cộng phép trừ phân khúc đại số. Hôm nay mình sẽ học tiếp số 3 phần bài tập trang 19 nha. Chứ mình sẽ làm câu 6.20. Mình sẽ làm câu này. Mình sẽ viết lập cái đề trước mắt. Giờ mình sẽ viết là cái đề bình phương trừ 3x cộng 1. Phía dưới sẽ là 2x bình phương. Cộng cho 5x trừ 1 trừ x bình phương. 2x bình phương. Giờ đây là phép cộng hai phân khúc cùng một khúc, mình sẽ lấy tử cộng tử dương một thôi, đúng này. Như lấy bình phương trừ 3x cộng 1. Cộng bên đây là 5x trừ 1 trừ lấy bình phương. Giờ mẫu khác viết là x bình phương. Giờ mình sẽ có x bình trừ x bình bằng 0 trừ 3x cộng 5x cộng 2x cộng 1 trừ 1 hết. Giờ phía dưới là 2x bình phương biết lại. Giờ mình sẽ rút gọn chia tử bằng 1 cho 2x như còn lại 1 phần x, đúng này. 2x chia 2x cộng 1, 2 chia 2, cái bình chia x vẫn còn x, như kết quả là 1 phần x. Mình sẽ làm câu B. Mình sẽ viết là cái đề. Như là y phần x chữ y. Cộng cho x phần x cộng y. Như là mình thấy đây là phép cộng hai phân khúc khác mẫu khúc, mình sẽ huy động mẫu khúc. Mẫu khúc chung chính là tích của x trừ y nhân x cộng y. Như phân khúc bên đây mình sẽ nhân tử và mẫu cho x cộng y nha. Như y nhân cho x cộng y. Phía dưới x trừ y nhân x cộng y. Giờ bên đây mình sẽ nhân tử và mẫu cho x trừ y. X nhân cho x trừ y. Giờ mẫu khúc chung sẽ là x trừ y nhân x cộng y. Giờ tới đây mình sẽ có phép cộng hai phân khúc cùng một khúc, mình sẽ lấy tử cộng tử giữ nguyên mẫu, đúng không? Giờ xuống dòng bạc. Như mẫu khúc chung sẽ là x trừ y nhân x cộng y. X trừ y nhân x cộng y chính là x bình trừ y bình, đúng không? Giờ mình sẽ lấy tử cộng tử, ở đây mình sẽ nhân phân phối vô luôn nha. Y nhân x sẽ là x y. Y nhân y sẽ là y bình. Cộng cho x nhân x sẽ là x bình. X nhân trừ y là trừ x đi. Như vậy mình sẽ có là x y trừ x đi hết, còn là x bình cộng y bình. Phía dưới là x bình trừ y bình. Giờ như là mình xong câu A, câu B mình sẽ làm câu C.
Giờ mình sẽ làm câu C cái gì? Giờ mình sẽ viết lại cái đề chứ. Như là x phần 2x trừ 6 cộng cho 9 phần 2x nhân cho 3 chữ. Mình sẽ viết cái đề chứ gì, mình làm câu C. Như x phần 2x trừ 6 cộng cho 9 phần 2x nhân cho 3 chữ. Giờ mình sẽ biến đổi một chút. Như x là ở đây là 2x trừ 6, mình thấy là có số 2 giống nhau, giúp 2 ra làm nhân tử chung. Còn là x trừ 3. Ở đây mình sẽ có là ở đây là x trừ 3, còn đây là 3 chữ. Mình sẽ đánh dấu trừ ra bên ngoài để biến đổi chỗ này thành x trừ 3. Như cộng này mình sẽ biến đổi thành dấu trừ nha. Hoặc là các em đẩy dấu trừ lên trên cũng được nha. Như vậy nó sẽ là 2x nhân cho x trừ 3. Các em có thể đẩy dấu trừ đây hoặc là đẩy dấu trừ lên đây. Giờ như vậy là mình sẽ quy đồng mẫu thức. Mẫu thức chung chính là 2x nhân cho x trừ 3. Ở đây mình sẽ nhân tử qua mẫu cho x nữa là được, đúng không? Như x nhân x sẽ là x bình phương. Giờ 2 nhân x sẽ là 2x nhân cho x trừ 3. Còn cái phân thức bên đây mình sẽ giữ nguyên vào. Trừ cho 9 2x nhân cho x trừ 3. Giờ xuống dòng bằng. Tới đây mình có đây là phép trừ hai phân thức cộng mẫu thức, mình lấy tử trừ tử giữ nguyên mẫu là được. Như lấy bình trừ 9. Giờ phía dưới sẽ là 2x nhân cho x trừ 3. Giờ mình xuyến đổi tiếp. Như vậy chính ở đây chính là 3 bình phương. X bình trừ 3 bình, mình sẽ có dạng hàng đẳng thức là A bình trừ B bình. Sẽ là A trừ B nhân AB cộng B. Có nghĩa là x trừ 3 nhân x cộng 3. Đúng rồi. Giờ phía dưới lại. Giờ mình sẽ chia tử qua mẫu cho x cộng 3. Như vậy, chia tử qua mẫu cho x trừ 3 nha. Như vậy phía trên sẽ còn x cộng 3, phía dưới còn 2. Giờ như là mình xong 6.20. 6.20 kèm hiệu bài, cái xong hết video thì mới kèm hiệu bài nha. Giờ tiếp theo mình sẽ làm câu 6.21. 6.21 mình sẽ làm tương tự thôi, đúng không? Câu này chứ, mình sẽ viết lại cái đề chứ. Như vậy 5 trừ 3 phía dưới là x cộng 1 trừ cho bên đây trừ 2 cộng 5 x cộng 1. Giờ đây là phép trừ hai phân thức cộng một thức, mình sẽ lấy tử trừ tử giữ nguyên mẫu ha. Bằng như 5 trừ 3. Giờ trừ mình sẽ đổi dấu cái này sẽ biến thành cộng ha. Trừ với trừ thành cộng. Giờ trừ với cộng thành trừ, trừ 5. Phía dưới sẽ lấy cộng. Giờ như vậy mình sẽ có là 5 cộng 2 là 7. Trừ 3x trừ 5x sẽ là trừ 8x. Giờ phía dưới x cộng viết lại. Như là mình xong câu A mình sẽ làm câu B.
Giờ câu B mình sẽ viết là cái đề ít phần ít chữ y. Trừ cho y phần ít cộng y. Nhớ như đây là phép trừ hai phân khúc khác mẫu khúc, mình sẽ quy đồng mẫu khúc thôi. Như vậy mẫu khúc chung chính là tích của hai cái mẫu này. Như vậy bên đây mình sẽ nhân tử qua mẫu cho x cộng y. X nhân cho x cộng y. Giờ bên đây cũng nhân phía dưới là x chữ y nhân x cộng y. Dấu trừ lại. Bên đây thì mình sẽ nhân tử qua mẫu cho x chữ y. Y nhân cho x chữ y. Giờ x cộng y mình cũng nhân cho x chữ y. Giờ tới đây mình sẽ được hai phân khúc cùng một khúc, mình sẽ lấy tử trừ tử dưới nguyên mẫu đúng không? Xuống dọc không đủ chỗ thì mình sẽ xuống dọc. Giờ mẫu khúc chung chính là x trừ y nhân x cộng y. Như vậy x trừ y nhân x cộng y chính là x bình trừ y bình đúng không? Giờ mình sẽ lấy cái tử này trừ cái tử này, mình sẽ nhân phân phối với luôn x nhân x sẽ trừ ở đây dấu cộng cộng với là x nhân x sẽ x, đây là dấu trừ y nhân x sẽ là trừ x y, trừ như trừ sẽ thành cộng y nhân x sẽ là y bình. Giờ x y trừ x y hết, còn là phía trên sẽ là x bình cộng y bình. Còn phía dưới là x bình trừ y bình. Giờ như mình xong câu B, mình sẽ làm câu C. Giờ câu C sẽ là 3 phần x cộng 1 trừ cho 2 cộng 3 x phần x lũy thừa 3 cộng 1. Mình sẽ làm câu C luôn. Giờ như là mình phân khúc đầu tiên mình sẽ giữ nguyên, mình sẽ biến đổi phân khúc phía sau tự giữ nguyên. Mình sẽ biến đổi đây, một này mình sẽ hiểu là một đi khử ba, như là cái sẽ dạng là a lập phương cộng b lập phương sẽ bằng a cộng b, a đây là x và b đây là một, như a cộng b chính là x cộng một. Giờ nhân cho a bình chính là x bình trừ ab có nghĩa là trừ x nhân 1 sẽ là trừ x cộng b bình 1 bình có nghĩa là 1. Như vậy mẫu khúc chung chính là x cộng 1 nhân cho bình trừ x cộng 1 đúng không? Ở đây xuống dòng nhưng mà sẽ quy đồng mẫu khúc hai phân khúc này. Như vậy bên đây mình sẽ nhân tử qua mẫu cho x bình trừ x cộng 1 đúng không? Như số 3 nhân cho x bình trừ x cộng 1. Bên đây là x cộng 1 nhân cho x bình trừ x cộng 1. Giờ trừ cho bên đây. Như đây là phép trừ hai phân khúc cùng một khúc thì mình sẽ lấy tử trừ tử giữ nguyên mẫu đúng không?
Giờ như là hai cái này nhân nhau thì chính là x lý thừa 3 cộng 1. Ở đây mình sẽ viết x lý thừa 3 cộng 1 thì chấm gọn. Hoặc là các em viết hai cái tích này cũng được, cũng giống nhau. Giờ mình sẽ lấy tử trừ tử, mình sẽ nhân phân phối vô là 3 nhân x bình sẽ là 3x bình. Trừ 3 nhân x sẽ là 3 trừ 3. Cộng 3 nhân 1 sẽ là 3. Dấu trừ phân phối vô trừ 2 trừ cho 3. Giờ 3. Như vậy mình sẽ có là 3x bình phương viết lại. Trừ 3x với trừ 3x sẽ là trừ 6x. Còn là 3 trừ 2 sẽ là 1 cộng 1. Đúng rồi. Giờ phía dưới là x lý thừa 3 cộng 1. Giờ như là mình xong câu 6.21 nhé. 6.21 kem thủy bài, cái xong hết video hẹn kem thủy bài. Giờ mình sẽ làm 6.22 rồi. Mình sẽ làm công an chứ. Mình sẽ viết là cái đẹp. Ba phần x cộng 2. Trừ cho 1 phần x trừ cho 2 phần x trừ 1 trừ cho 3 phần x cộng 2 giờ xuống dòng. Giờ như mình sẽ có là 1 phần x trừ 1 phần x thì khi mình sẽ nhóm lại thành một nhân. Đúng không? Giờ tiếp theo sẽ là 3 phần x cộng 2 trừ 3 phần x cộng 2. Mình sẽ làm thêm một nhóm nữa. Giờ cuối cùng thì mình sẽ còn lại là 2 phần x cộng 1 với là trừ 2 phần x trừ 1. Mình sẽ làm như được đúng này như là 2 phần x cộng 1 trừ cho 2 phần x trừ 1 như mình sẽ có tất cả là bao nhiêu xuống dòng bạn. Như ở đây mình sẽ hay là trừ nhau bằng không, đúng không? Ở đây mình sẽ có là đây là phép trừ hai phân khớp kháng mẫu khớp, mình sẽ quy đầu mẫu khớp, đúng không? Như mẫu khớp chung chính là tích của x cộng 1 nhân x trừ 1. Như bên đây mình sẽ nhân tử qua mẫu chứ x trừ 1. 2 nhân cho x trừ 1. Giờ phía dưới cũng nhân cho x trừ 1, x cộng 1 nhân x trừ 1. Trừ cho.
Giờ bên đây mình sẽ nhân tử qua 1 chứ x cộng 1. 2 nhân x cộng 1. Giờ x trừ 1 mình cũng nhân chứ x cộng 1. Giờ hai cái này trừ nhau cũng bằng 0. Chỗ này. Xuống dọc. Giờ như giờ đây là phép trừ hai phân khúc cùng một khúc, mình sẽ lấy tử trừ tử giữ nguyên mẫu. Đúng rồi. Mẫu chung sẽ là x cộng 1 nhân cho x trừ 1. X cộng 1 nhân x trừ 1. Giờ như giờ số 2 mình sẽ nhân phong phong vô luôn. 2 nhân x sẽ là 2. 2 nhân 1 sẽ là 2. Trừ bên đây. Dấu trừ phong phong vô. Trừ 2 nhân x sẽ là trừ 2. Trừ 2 nhân 1 sẽ là trừ 2. Giờ xuống dòng bài. Tiếp tục bài. Như là 2x trừ 2x hết. Trừ 2 trừ 2 là trừ 4. X cộng 1 nhân x trừ 1 sẽ bằng x bình trừ 1. Đúng không? Như vậy là mình xong câu A, mình sẽ làm câu B nhé. Giờ mình sẽ quan sát câu B. 2x trừ 1 phần x cộng cho 1 trừ x phần 2x cộng 1. 3 phần x bình trừ 9 cộng cho 1 trừ 2 phần x. X trừ 1 phần 2x cộng 1 và trừ 3 phần x cộng 3. Mình sẽ làm câu B ở phía dưới này nha. Mình sẽ viết là cái đề chứ mình sẽ làm câu B. Như là 2x trừ 1 phần x cộng cho 1 trừ x phần 2x cộng cho 3 phần x bình trừ 9 cộng cho 1 trừ 2x phần x cộng cho x trừ 1 2x cộng 1 trừ cho 3 phần x cộng 3. Giờ như giờ mình sẽ có là hai cái này mẫu giống nhau, hai cái này sẽ mẫu giống nhau. Giờ hai cái này mình sẽ nhóm lại luôn, chia làm ba nhân từng này. Giờ nhóm thứ nhất sẽ là cộng cho cái nhóm này 1 trừ 2x phần x luôn, đúng này. Nhóm thứ hai sẽ là hai cái này một chữ x phần 2x cộng 1 như cái nhóm này x trừ 1 phần 2x cộng 1 luôn. Nhóm thứ ba sẽ là cái này x bình trừ 9 trừ cho 3 phần x cộng 3 xuống dòng 3. Như là mình sẽ có là đây là phép cộng hai phân khúc cùng một khúc, mình sẽ lấy tử cộng tử.
như là 2x trừ 1 cộng 1 trừ 2 phần x. Giờ cái này mình cũng lấy tử cộng tử giữ nguyên mẫu. 1 trừ x cộng x trừ 1 phần 2x cộng 1. Bên đây mình sẽ biến đổi chỗ này. 9 ở đây chính là 3 bình phương. Như là x bình trừ 3 bình sẽ là a. Mình biến đổi sẽ là x trừ 3 nhân x cộng 3. Đúng này. Giờ tiếp theo mình sẽ biến đổi cái mẫu bên đây. Y bình trừ 9, 9 ở đây chính là 3 bình. Như là y bình trừ cho 3 bình sẽ dạng là khẩn thức là a trừ b nhân a bình trừ b bình sẽ bằng a trừ b nhân a cộng b. Đúng không? Như vậy là số 3 viết lại. Y bình trừ 9 biến đổi sang x trừ 3 nhân x cộng 3. Giờ bên đây thì mình sẽ ở đây mình sẽ nhân tử hoàn mẫu cho x trừ 3 luôn. Và là kem để chút nữa mình sẽ tính sau đây. Để nguyên nha. Chứ là xuống dưới mình sẽ quy đồng sau. Giờ xuống dòng bạn. Giờ hai cái này 3. 2x trừ 2 bằng 0 trừ 1 cộng 1 bằng 0. 0 bằng x sẽ là bằng 0. Trừ x cộng x bằng 0. 1 trừ 1 bằng 0. 0 phần này cũng bằng 0. Được rồi. Giờ mình sẽ quy đồng mẫu thức ở đây. Mẫu thức chung chính là tích của x trừ 3 nhân x cộng 3. Như bên đây mình sẽ giữ nguyên. Giờ dấu trừ lại. Bên đây mình sẽ nhân tử hoàn mẫu cho x trừ 3 nhé. Như vậy là 3 nhân cho x trừ 3. Giờ phía dưới thì mình sẽ có là x trừ 3 nhân x cộng 3. Giờ xuống dòng 3. Giờ như là mình sẽ có đây là phép trừ hai phân khúc cộng một khúc mình sẽ lấy tử trừ tử giống như giữ nguyên mẫu ha. Số 3 trừ trừ 3 nhân phân phối vô trừ 3 nhân x sẽ là trừ 3 trừ 3 nhân cho trừ nữa hành cộng cộng 3 trừ 3 nhân trừ 3 là cộng 9. Giờ phía dưới lại x trừ 3 nhân x cộng 3 mẫu khúc chung được này. Mình sẽ lấy tử cộng tử giữ nguyên mẫu không. Giờ như là 13 cộng 9 là 12 trừ 3x viết lại. Giờ x trừ 3 nhân x cộng 3 sẽ bằng x bình trừ 9 thôi. Đúng không? Giờ như là mình xong câu B luôn. Như là mình xong câu 6.22. 6.22 kem hiệu bài. Xong khúc với đồ thì bị kem hiệu bài nhé. Giờ như là mình xong bài giảng hôm nay nha. Những câu còn lại thì sẽ làm video bài giảng kế tiếp các em nhớ đó xem. Như là mình xong bài giảng hôm nay, các em thấy hiện dạng như hiệu quả khích, chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Và em nào chưa đăng ký kênh Hà Liêm, các em sẽ muốn nút đăng ký bấm chuông để xem bài giảng mới nhất Hà Liêm. Hãy chúc các em học tốt tập kế tiếp nhé.